Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Review Performance của Kem Store. Vào năm 2022 đã có một xu hướng mới trong sự cải cách giày bóng rổ của nhà Li-Ning khi mà đã cho ra mắt một đôi giày, một dòng giày tạo nên một hiện tượng mà người ta luôn phải thắc mắc rằng liệu đây có phải là một dòng giày tốt hơn cả chính những đôi giày của nhà Nike. Mặc dù không được quảng cáo rầm rộ nhưng lại là một hiện tượng truyền tai nhau rằng đây là một đôi giày nếu không áp đặt tên thương hiệu vào thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Đôi giày mình đang muốn nói đến ở đây thuộc nhà Li-Ning có một hiệu năng không thể chê vào đâu được với cái giá thành mà chúng ta phải bỏ ra. Wave 808-2V2. Trong mỗi chúng ta thì Nike luôn là một thương hiệu tồn tại trong tâm trí của người chơi giày nói chung cũng như là anh em bô lờ nói riêng. Bộ đệm êm, bộ đế ngoài bền, hiệu năng tốt, ngoại hình đẹp. Nhưng lý do đó thì chúng ta gần như khó lòng nào có thể từ chối được những sản phẩm mà nhà Nike mang lại. Nhưng mà với sự nổi lên của các thương hiệu khác giống như là Puma với dòng MB hay là Under Armour với Curry Flow thì Li-Ning cũng không phải là một điều ngoại lệ. Dù cho dòng Wave đã được ra mắt khá là lâu với giá thành đắt đỏ, cùng với đó là thương hiệu được xuất xứ từ Trung Quốc nên có vẻ như là chúng ta đã không ưa chuộng dòng giày cho lắm. Tuy là vậy thì với sự ra mắt của dòng 808 thì đây thật sự là một cách mạng, và nếu xét về hiệu năng ở trên giá thành thì đây sẽ là đôi giày mà bản thân mình yêu thích nhất. Thôi thì không lan man dài dòng nữa nhỉ, anh em hãy cùng mình đi vào mổ xẻ chi tiết đôi giày này nha. Đầu tiên sẽ là ngoại hình của đôi giày này thì thật sự mình phải nói là mình đã yêu em nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Định dạng cổ lâu, form giày thì khá giống với những đôi giày chạy nhưng pha trộn thêm một chút Galaxy trông giống như những đôi giày công nghệ tương lai trong phim ảnh vậy. Với màu mình đang cầm trên tay đây có cái tên là Lavender. Một cái tên đã quá là quen thuộc với chúng ta khi mà phối màu này được lấy cảm hứng từ hoa oải hương, với 3 gam màu chính xuyên suốt đôi giày này là xanh, trắng và tím, cùng với đó là những họa tiết caro được bao phủ lên trên bề mặt của phần upper. Ở phiên bản V2 lần này chúng ta có thêm một miếng strap, cùng với đó là logo của Li-Ning được tạo bởi 3 gam màu cơ bản của đôi giày, trông cực kỳ bắt mắt. Hộp của đôi giày này thì cũng không có gì đặc biệt cả, với gam màu đen được bao phủ lên trên toàn bộ bề mặt của hộp giày, cùng với đó logo cũng như là tên của chính cầu thủ đại diện cho thương hiệu signature này, The Way Wade. Vẫn như thường lệ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu chi tiết bộ đế ngoài của đôi giày này nhá. Đầu tiên thì nhìn qua bộ đế ngoài, chúng ta có thể thấy được là bộ đế ngoài của đôi giày này được sử dụng định dạng vân đế mỏng, mật độ vân đế dày cùng các vân định dạng đa hướng, khiến cho đôi giày này phải nói là có một độ bám sàn cực kỳ tốt. Một chi tiết khá hay trên bộ đế ngoài của 808 là chúng ta sẽ có những họa tiết kiểu như là Galaxy tăng điểm nhấn cho đôi giày này. Bản thân mình thì mình cảm thấy cực kỳ thích bộ đế ngoài này. Traction của 808 2V2 và V1 đều có hiệu năng gần như là tương tự với traction của Kobe 9. Khả năng bám sàn cũng như là lực kéo đã hoạt động tốt giúp cho bản thân mình có thể dễ dàng vào những bước đà nhanh, bước tốc hay là chuyển bóng đảo hướng và dừng đột ngột. Đế cũng được tạo độ cong giống như trên dòng Curry Flow, tạo một cảm giác dễ hoạt động mà không phải gấp mu bàn chân trước quá nhiều. Và yes, đây là một bộ traction có độ bền cao, cùng với đó giá thành quá phải chăng nên anh em hãy cứ mang em nó ra ngoài sân outdoor và cày cực kỳ nhiệt tình nha. Độ bám sàn tốt cùng với đó lực kéo vượt trội và có thể mang ra ngoài sân outdoor nên không lý do gì mình không cho 9,75 điểm cả. Bộ đệm của 808 được thiết kế theo kiểu drop-in midsole giống với các dòng giày Kobe như là Kobe 7, 8, 9 và 11. Một kiểu đệm rất được lòng các anh em bowler, đặc biệt là các hậu vệ. Lót giày cũng như là bộ đệm được sử dụng chất liệu Cloud Farm nổi tiếng của nhà Li-Ning, êm và mềm nên kể cả đây có phải là lần đầu tiên bạn xỏ chân vào đôi giày này thì anh em có thể cảm nhận được độ êm ái của em nó ngay lập tức. Ngay dưới lót của đôi giày chúng ta sẽ có Eva Strapple tiếp thêm phần êm ái cũng như là cố định bộ đệm drop in giúp cho người mang có những bước chạy chắc chắn mà không lo bị xê dịch bàn chân. Cuối cùng vẫn sẽ là nhựa xanh đặt ngay chính giữa đôi giày làm tăng độ xoắn nảy của đôi giày này trong từng bước chạy. Tuy đệm dày và êm ái nhưng khả năng cảm nhận mặt sân trên đôi giày này vẫn thật sự là quá tốt. Agility trên mỗi bước chạy cực kỳ thoải mái giúp cho anh em nào có một gánh ưa về tốc độ và sự lắt léo. Việc sử dụng bộ đệm drop in đã tập trung vào sự êm ái cũng như là khả năng cảm nhận mặt sân, vô hình chung đã khiến cho anh em đánh trong khi sử dụng đôi giày này sẽ không được hỗ trợ quá nhiều về khả năng giảm chấn thương lên cổ chân và đầu gối. 8,5 điểm sẽ là số điểm mình dành cho bộ đệm của đôi giày này. Nếu anh em hậu vệ nào còn tò mò về độ êm của em nó thì hãy qua ngay Kem Store để trải nghiệm nhé. 808 2V2 đã trọng dụng vải mesh trên phần upper khiến cho đôi giày này mang lại một cảm giác nhẹ nhàng và thông thoáng. Tuy là vải mesh và có ít mút nhưng việc làm này nhằm giảm tối đa trọng lượng của đôi giày, giúp cho bước chân của người mang nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết. Bản thân mình khá là thích phần upper của V2 khi mà đôi bàn chân của mình không bị quá gò bó nhưng vẫn được lock down cực kỳ tốt do có miếng strap. Đúng là mình luôn nói rằng bản thân mình không thích miếng strap cho lắm khi mà bản thân mình đã bỏ qua khá là nhiều đôi giày có thể coi là hit như là Kyrie 6 hay là KD 14. Nhưng mà miếng strap trên 808 V2 lại là một cái gì đấy rất là khác.
Miếng chắc khá là mỏng và mềm, giúp tăng khả năng lockdown của đôi giày này mà lại không quá gò bó vào người có mu bàn chân cao như mình. Định dạng cổ lâu cũng đã được sử dụng ở trên đôi giày, cùng với đó là những miếng đệm mút bao xung quanh phần cổ giày. Tuy không có khả năng bảo vệ tốt nhưng mà lại giúp cho anh em có thể hoạt động thoải mái mà không lo bị tuột gót. 8 trên 10 sẽ là số điểm mình dành cho phần upper cũng như là khả năng support của đôi giày này. Một phần upper nhẹ nhàng và thông thoáng đã quá chiều lòng bản thân mình. Tuy không phải là một phần upper xịn sò với nhiều công nghệ nhưng bản thân mình vẫn đánh giá cao cái sự thoải mái mà đôi giày này mang lại. Với fit size của đôi giày này thì nếu anh em là một người có bàn chân bè như mình thì hãy lên 0,5 size nhá. Còn nếu anh em là người có bàn chân thon thì hãy cứ chu size một cách cực kỳ thoải mái. Tóm lại thì Way of Weight 808 2V2 thật sự đem đến cho bản thân mình nhiều điều bất ngờ, từ hiệu năng cũng như là độ bền của vân đế. Bộ đệm êm ái, khả năng cảm nhận mặt sân tốt, phần upper thoải mái với khả năng lockdown bàn chân và đã được gia cố thêm một miếng chắc thì đây thật sự là một món hời. Mình nghĩ rằng dòng giày Li-Ning nên được anh em bóng rổ quan tâm hơn khi mà hiệu năng của đôi giày đến từ người hàng xóm của chúng ta thật sự là xuất sắc, nhưng mà giá thành chỉ tương đương với một đôi giày giá rẻ của nhà Nike. Yes sir, vậy clip đến đây đã là hết rồi. Em có cảm nghĩ thế nào về đôi giày này? Nếu anh em có, hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Và nếu anh em thấy clip lần này hay, xin cho chúng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Và đây là Kem, xin hẹn gặp lại. Bye bye.